Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng giáo trình, đúng không ạ? Và bước rất rõ ràng, tìm kiếm chủ đề và xây dựng nội dung hấp dẫn. Bước đầu tiên tìm kiếm chủ đề, ai để làm gì, thích gì và tên thu hút. Và chúng ta đã chọn được chủ đề của chúng ta, đó là nghệ thuật kể chuyện và cách viết content ấn tượng. Xong, mục tiêu là để cho đội kinh doanh viết bài về chia sẻ cảm nhận sau 2 tuần học tại Ecop, thực tập tại Ecop, đúng không ạ? Đấy là bước 1 xong. Đến bước 2 đó là chúng ta phải xây dựng nội dung hấp dẫn. Thì đầu tiên đó là tìm kiếm dữ liệu đã. Copy hết tất cả mọi tài liệu, mọi thứ lên trên folder. Đúng không ạ? Tất cả những gì chúng ta biết. Content nào. Để từ cái chuyện này, tất cả cho vào đây. Google, YouTube, những từ khóa liên quan đến nghệ thuật kể chuyện là cái gì đây? Lưu ý khi viết trải nghiệm đáng nhớ này, nghệ thuật kể chuyện ấn tượng chú đi. Đó. 6 mẹo hình thành cách nói chuyện thu hút, 16 bí quyết hình thành những cách nói chuyện thu hút. Đấy là hơi sâu về nói chuyện, à đây, hướng dẫn chi tiết cách áp dụng nghệ thuật kể chuyện, đúng không ạ? Cứ chợt một đống thôi. Tiếp nữa cái gì ạ? Các bạn có thể nghĩ là từ gì ạ? Những lưu ý khi kể chuyện thu hút gì ạ? Thế này, ok. Đấy, làm sao để có câu chuyện thu hút đây này. Đấy. Câu chuyện khi giao tiếp phải hướng tới điều nghe có duyên là gì ạ? Bí quyết nói chuyện thu hút, cách nói chuyện hay thu hút, bí quyết nói chuyện thu hút, 21 tuyệt chiêu, 11 cách, 5 cách thu hút. Đó. Lưu ý khi kể chuyện hay, kinh nghiệm kể chuyện hay dẫn. Đó, kinh nghiệm kể chuyện, cách hay kể chuyện, rèn luyện kỹ năng kể chuyện, thủ thuật kể chuyện là kỹ năng kể chuyện, sáng kiến kinh nghiệm cho hình thức, thành công như tài kể chuyện, học cách kể chuyện, 9 cách thêm muối là đúng không? Cái này quan trọng đấy. Cứ sợ đó, nghĩ được cái gì chúng ta sợ cái từ đấy ra, kinh nghiệm kể chuyện dẫn ở nhiều tab thế này. Mẹ kể chuyện hay học cách kể chuyện đấy, nghe tiêu đề là thấy có cái gì đấy rồi, cách kể chuyện hay và lôi cuốn này. YouTube có luôn này, thủ thuật kể chuyện, kỹ năng kể chuyện, bí quyết kể chuyện hay đó. Làm sao viết một câu chuyện hay, cách kể chuyện lôi cuốn đấy. Nó một lượng tư liệu là nếu chưa đủ chúng ta tìm được thêm. Đấy. Đây chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là chúng ta lọc nó. Đó, thấy cái gì hay chúng ta nhấn vào. Để chúng ta xem từng tab một thôi. 6 mẹo hình thành cách nói chuyện thu hút. Lắng nghe. À, ok, cũng là 10 tiếng, tức là phải đại ý là phải phải lắng nghe thì nghe nó hơi không chất, mà chúng ta sẽ nói gì nhỉ? Nó gọi là dựa vào thông tin khách hàng đối phương nữa đưa ra để thêm mắm muối cho câu chuyện hấp dẫn, thực tế và liên quan đến người nghe hơn. Đó. Đấy là một ý tưởng đúng không ạ? Giống như hôm trước mình mở cái đào tạo Karate Kid ấy, mình kể câu chuyện rằng là đổi nhân vật chính ấy thành là một cái bạn sinh viên thích kinh doanh đi học từ giám đốc chẳng hạn, chế thì nó sẽ hay hơn, giữ sự tập trung không có ích lắm, chân thành và thấu hiểu cái này chẳng nghĩa gì, giọng nói truyền cảm có điểm nhấn này không phải là cái chủ đề chúng ta quan tâm, sử dụng ánh mắt nụ cười phù hợp cũng được, những người khó đúng không ạ, cứ cóp tạm vào chả hiểu sử dụng ánh mắt là gì, cái này giống như tiểu xảo. Yeah.
chú ý về ngoài. Ok, xong một trang 16 bí quyết kinh tế cách nói chuyện thu hút này. Cái này thì hơi thiên về nói chuyện, nói năng từ tốn, không kêu không có gì, cách kể chuyện đây đó để mình dùng dễ hơn này. Vì sao câu chuyện hay dễ thu hút, cái này mình phải quan tâm và quan trọng làm thế nào. Vì sao người viết có thể tối tận đây rồi, nhân vật vấn đề hành động giải pháp, những bữa ăn tươi thay vì hộp đóng. À, cái này chúng ta có thể lấy để cho một ví dụ. Gia đình Hương, câu chuyện của Con Pho, 7 ngày yêu thương của Côn. Đấy, những câu chuyện này có thể ví dụ, có thể áp dụng được. Sẽ cho vào các câu chuyện thực tế của các hãng doanh nghiệp lớn kể chuyện về sản phẩm của khách hàng. Đấy, cái này thứ rất là thích mình nghe đúng không ạ? Rồi, thì tập tiếp. Ứng dụng này từ cái chuyện trong viết lách sự chuyện về chính mình. Để ví dụ bày tỏ quan điểm về câu chuyện của người khác. Tìm hiểu nhóm độc giả, chọn bối cảnh, tình huống, mâu thuẫn giải quyết. Nên giản ý viết nội dung câu chuyện lồng ghép sản phẩm. Biên tập, xuất bản, tần suất, có kêu gọi hành động ở đây. Trong câu chuyện thì cần phải có kêu gọi hành động. Ok, không có gì cả. Làm sao để nói chuyện thu hút, hướng tới điều mà mình nghe quan tâm thì đương nhiên đúng không? Quan tâm đến người đối phương, chung chung và hô ý nghĩa. Cần nói chuyện có duyên, không biết là nào, tập trung. Mình nghe cái này rồi, rồi trong câu chuyện không sử dụng các từ ngữ sáo rỗng, tôi hiểu lắm. Biệt điều chỉnh tốc độ nhanh chậm tùy thời điểm. Ở đây đây cũng có thể cho một ý vào đúng không ạ? Điều chỉnh tốc độ nói nhanh chậm tùy tình tiết câu chuyện, mình cũng có thể cho vào. Dừng lại một chút khi bạn chuẩn bị nói điều quan trọng. Ở đấy cái này hay, dừng lại một chút khi chuẩn bị nói điều quan trọng. Đấy, bây giờ sẽ xây ra được hai cái mà đây là cách kể, cách kể lôi cuốn. Ở đoạn trên này mình sẽ tập trung vào nó gọi là nội dung đúng không ạ, để cách tạo nội dung nội cuốn. Đây mình phân tích được không? Có gì hay thì bơm vào. Đó, tiếp. Bỏ túi các câu chuyện thu hút, các kiểu chuyện thu hút không có gì cả. Bí quyết nói chuyện, nói về lấy sản phẩm thay vì sự độc đáo, tập trung vào giá trị của người. Cảm xúc nghề trong cái câu chung chung không ý nghĩa, cách nói chuyện thu hút đấy ạ. Nói ít và nghe xưng hô, cái này nguyên năng để giao tiếp mọi người nói chuyện không dùng được. Bí quyết nói chuyện thu hút gì? 21 tuyệt chiêu khi tư vấn không dùng được. Đấy, cứ xem vậy thôi, một tư duy là cái gì, là cái mà đối phương người đọc cần nghe, cần hiểu, cần biết. Cách thức của cô mua hàng, khởi đầu câu chuyện lôi cuốn. Làm thế nào để khởi đầu câu chuyện lôi cuốn? À đấy, từ đấy mình sẽ thấy ra là có ý đúng không ạ? Làm sao để khởi đầu câu chuyện lôi cuốn? Mình được hướng chuyện. Câu chuyện lôi cuốn. Mình quên được khóa đi. Năm cách thu hút khách hàng mua nhiều hơn, nó hình như lâu mong không có gì. Kinh nghiệm kể chuyện hấp dẫn, chọn chuyện kể. Cách kể chuyện từ nhàm chán đến hấp dẫn này. Giọng kể chuyện khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn. Một câu chuyện hai số phận, liên hệ tương tác với người nghe,
dựa vào thông tin đối phương mà đang ngoại liên hệ tương tác với người nghe là một lý. Đừng chỉ kể em vẽ lại câu chuyện nghe ý tưởng mới hay. Mình rất hay rồi. Đưa cách kể cái cách tạo tôi cứ cho vào nhé. Đến sau ảnh video dựa thông tin chúng tôi sẽ đưa lên những cái bức tranh câu chuyện trong môi trường xung quanh với nội tâm nhân vật nhân khác với lời mình. Tự bạn kể chuyện hôm qua bạn đi ba với một cô gái, anh bước vào ba gặp một quán ba ý này rất hay. Đừng kể chuyện hay vẽ lại câu chuyện, ví dụ luôn này, anh vào ba gặp một cô gái, sau đó cô ta không thích anh, đã có thể vẽ thêm gì. Anh bước vào, thú thật đây là lần đầu tiên anh bước vào ba, nhạc hơi to, mồ hôi vã đi tắm, vân vân. Cái cách để mà thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, ví dụ rất hay. Đây là ý mà mình lấy là chất, rất là chất, mình sẽ bôi màu lại để mà phân tích sâu vào. Tiếp tục, im lặng mà vàng, vàng câu chuyện. Khoảng lặng trong câu chuyện cực kỳ quý giá. Khoảng lặng trong câu chuyện cực kỳ quý giá đây cũng là một thứ chất rất hay để kể đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy những thông tin hay của kiến thức này, bạn có thể dừng lại khi câu chuyện đoạn cao trào. Và nếu bạn không may thêm những chi tiết nào là hơi không thấy này, có thể nằm trong ý này. Chắc quay câu chuyện sẽ trọn vẹn hơn nhiều để nó có kết luận. Trọn vẹn hơn cách để tạo câu chuyện đúng không ạ? Hóa ra phụ nữ đẹp. Lấy về cho slide đó. Lời kết về cách kể chuyện hay. Đó. Skin rèn luyện kỹ năng kể chuyện hấp dẫn. Còn cái này thì hơi xích vở, ta đừng biết là bỏ qua luôn. Thủ thuật kể chuyện hay đây là. Không có ý nghĩa. Kỹ năng kể chuyện mình sẽ lướt không? À, sử dụng các từ ngữ có tính tạo hình và gợi cảm xúc. Đấy. Sử dụng các từ ngữ có tính tạo hình cảm xúc trong bài tập 2 đúng không ạ? Ví dụ, thường khi mà bạn đưa một kiến thức thì nó phải ví dụ. Hôm nọ tôi mới ngủ dậy đi ra cửa đánh răng, gặp ngay vào bàn đầu tiền. Tôi chưa đủ tiền đến khất. Nên là bán sớm. Các cậu thường xấu hổ là gì không? Đấy, ví dụ luôn, hoặc một câu chuyện hay, một câu chuyện dở luôn. Thì lấy đây lại.
Xoài là vào bữa hôm nay sẽ sạch. Câu chuyện dù thú vị đến đâu sẽ nhàm chán nếu như mà nó dễ đoán. Đấy là một điều lưu ý. Sẽ đốt nhạc. Sáng kiến kinh nghiệm một số hình thức kể chuyện sáng tạo. Giao tiếp là gì? Kinh doanh thương mại hoặc cách kể chuyện lôi cuốn. Nói chung là cái việc này các bạn phải sưu tầm ít nhất một tiếng đồng hồ hoặc là một buổi chiều chuyện kinh doanh. Chín cách thêm muối cho bạn chuyện là chân thành, cách nói cầm lấy câu chung chung rồi đọc nữa. Đọc xong chả biết làm nào, ghi nhớ tên, tìm thông tin, không ngại khác biệt tư duy độc lập là điểm chuẩn người giọng kể chuyện khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn. Ý tưởng đồng cảm một chút kịch tính. Sự nghiệp năng kể chuyện sử dụng từ làm sao để viết một câu hai câu chuyện hay ngắn gọn tiêu điểm thực tế cá nhân hóa miêu tả vấn đề lồng bối cảnh và thách thức tưởng tượng cách giải quyết giật tít cũng được tạm góp được không biết có dùng hay không nhưng mà cứ cho tạm vào là mình bố cục câu chuyện. Câu chuyện nạn và nhân vật thì gây tò mò. Điều gì tạo nên một câu chuyện hay đây? Mình cần Google thì thêm
Mình chuyển tắt căn chân 2, căn chân 3 và tắt 2, tắt 3 cho nhanh. Nhân vật xuyên bộ độ phân giải. Xây dựng câu chuyện về cho mình. Thế mới làm á, xong gom 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 lại là xong được cái bước gom. Sau gom xong là bọc khung sườn và cuối cùng là ra được slide. Thì trước tiên là chúng ta làm cái bước gom này đó, chọn hết tất cả các tư liệu nào mà chúng ta thấy rằng là cần cho cái việc để viết một câu chuyện hay, à, các ví dụ để mà viết hiểu một câu chuyện hay, cách sử dụng từ ngữ là câu chuyện hay, đúng không? À, đấy, những yếu tố đấy thì nó thu hút đấy lại. Và cuối cùng sau chúng ta tạo ra một sheet nữa là cô đọng. Đây là cái gì mà dùng được chúng ta nhém nó trên này. Đấy, lòng qua là phân này các nhóm nhỏ, nội dung là từ đấy lên slide, vậy thôi. Chứ chịu khó ngồi sợ. Nói chung là mất một buổi 3-4 tiếng thì ngồi sợ thôi. Có thời gian thì nghe YouTube. Khi nghe mấy cái clip đấy thì nghe cái tốc độ nhanh nhanh là 1,5 lấy ý chính thôi.